Hôm nay nghe hoang mang quá. Nghe buồn quá. Bắt đầu nghe hoang mang rồi đó. Nghe hoang mang trong lòng rồi đó. Ừ. Là mình giống như mình cái này hạ xuống phải không? Thầy quay hả? Thầy quay đi, bỏ quay. Ca sĩ đâu? Ca sĩ ở đâu? Ca sĩ chính là bé Thùy. Trên đầu môi, phải chờ người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không thể yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lại lùng băng giá. Để tôi con tim thân thà, nên mình tôi ôm lòng đau nhức nhối. Sáng là nhớ, đêm là mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận? Để tôi hoang mang tháng ngày, anh ở đâu cho tình tôi miên man? Oh yeah, oh yeah. Mưa ngày gió tan nhau vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung đôi. Anh tình tuyệt vời em ơi, tình yêu của những ủa là cái bài này là lớp thường hay hát hay sao mà hát đồng loạt với vậy? Hay quá. Bình thường trong lớp á nhìn bạn Thiên á nhìn hơi trầm đúng không? Nãy nhìn hơi có thể là tuần sau chắc Sensei vẫn còn dạy lớp, vẫn còn dạy lớp. Nít quỷ này Konomo á thầy, nhảy nhất lớp này. Ừ, tuần sau chắc vẫn còn dạy lớp. Thì tuần sau bao nhiêu bạn đi, bao nhiêu bạn bế giảng đi nhờ? 4 bạn đúng không? Chính là còn 15 à. 15 chắc Tết thôi. Thì anh chưa về Tết. Rồi. Ngày mai Sensei mới nhận được thông báo là ngày mai Sensei đi công tác Tiền Giang 2 ngày, thứ bảy với chủ nhật. Ừ, có ai ở Tiền Giang không? Ừ. Có Tiền Giang, ghé đại học Tiền Giang, ngày mai làm cái lễ hội văn hóa rất là lớn, làm 2 ngày ở dưới trường á cho sinh viên tham gia. Ô quên, quay qua.